Đấy, đến khu vực Bùng Binh này thì ta sẽ phải. Đây đường dẫn lên cầu ấy. Xin chào mọi người. Hôm nay mình đến review toàn bộ khu vực cầu Bến Rừng. Thì cầu Bến Rừng thì mới được thông cầu vào ngày 17 tháng 7 năm 2024. Xin mời mọi người cùng mình để review toàn bộ cầu Bến Rừng xem cái gì hay ho nhá. Let's go. Hôm nay mình đạp xe lên review toàn bộ khu vực cầu Bến Rừng được nối liền từ Hải Phòng sang Quảng Ninh. Cầu Bến Rừng thì được khởi công vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 và cơ bản hoàn thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Thế tuy nhiên còn cái khu vực đường dẫn ở bên phía Quảng Ninh thì cũng chưa cơ bản thành, do vậy là cái lễ thông cầu là hơi trễ so với tiến độ là vào ngày 17 tháng 7 năm 2024 thì lễ thông cầu được tiến hành. Cầu Bến Rừng được biết là với chiều dài là gần 2.000 mét và tổng mức đầu tư là gần 2.000 tỷ đồng. Được nối liền giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, tạo nên khu vực kết nối giao thông và kinh tế khu vực Bắc Bộ. Cầu Bến Rừng thì được biết là thiết kế với 6 làn xe, trong đó 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, và có 34 trụ cột, và chiều cao cho kỹ thuật cho tàu thuyền đi qua thì là vào khoảng 11 mét. Đây mình đang xuống khu vực đường dẫn ở bên phía khu vực Quảng Ninh. Chào hai chị em nhá. Hai chị em mình người ở Hải Phòng hay bên Quảng Ninh đây? À, Quảng Ninh. À, thế thì cái cảm nhận của các chị là sau khi thông cầu Bến Rừng thì thấy kết nối của giữa Quảng Ninh và Hải Phòng thế nào ạ? Trước kia mình phải đi phà thì mất thời gian rất là dài đúng không? Đúng rồi, mất 1 tiếng đồng hồ, cả phà chỉ 5 phút rồi. Cảm ơn chị, chúc chị buổi sáng vui vẻ. Sau khi cầu Bến Rừng thông xe thì người dân địa phương của hai bên đi lại thông thương và giao lưu thì tương đối thuận lợi.
Đây bắt đầu là ra khu vực xuống khu đường dẫn bên phía tỉnh Quảng Ninh. Được biết đấy, đường dẫn này là vào khoảng dài khoảng gần 400m với mức đầu tư là gần 400 tỷ đồng. Thì nguồn kinh phí thì là của bên tỉnh Quảng Ninh đầu tư. Cầu bên rừng được thiết kế với vận tốc xe cơ giới chạy là 80 km/h. Còn đây là chuẩn bị đến khu đảo, khu vực vòng xuyến và cái khu vực giao cắt. Do vậy tốc độ giảm còn 40 km/h. Nên là hôm nay anh em câu bộ xe đạp vẫn cả là sang check in toàn bộ khu vực cầu bên rừng và cái tuyến đường dẫn ở bên phía khu vực Quảng Ninh. Trước đây mình qua lại thì bằng phà thì mất thời gian rất là lâu đúng không? Vâng. Nó rơi vào khoảng tầm chưa đến 15 phút đã sang đến Hải Phòng. Ngày xưa thì phải chờ phà mới đi, phà mất khoảng tiếng hơn tiếng đồng hồ. Và trong khi đó là chúng ta với tàu này mình cảm nhận là cái Hải Phòng với lại Quảng Ninh nó gần nhau chỉ mấy bước chân. Nó khác hẳn đi. Nhìn như này, coi như đường như này, đường quốc lộ như này. Người nó thoải mái. Vâng. Vừa rồi đạp xe từ bên kia sang thì cũng gặp người dân đi bộ và thấy rất háo hức, tinh thần vui vẻ. Và cảm nhận được cái tinh thần của người dân hai bên được kết nối nó gần gũi nhau hơn. Và tạo lên vùng kinh tế để sau này nó phát triển thuận lợi hơn. Phát triển, nhất là những nhân dân ở bên đường này là mở kinh tế là hoành tráng hẳn lên. Vâng. Nó thoải mái hẳn. Vâng, đấy thì vâng, thế thì chúc cho ông ấy này bác ngày mới vui vẻ và trong thời gian tới phát triển tốt hơn. Và xin cảm ơn ạ. Vâng. Hôm nay mình đi review cầu bên rừng mà cụ là lại thời tiết không ủng hộ, gặp trời mưa. Anh Tiến phát biểu là cầu bên rừng có đẹp không? Hôm nay bán đi cũng lại gặp mai, cũng lại gặp mưa. Phải nói là ông trời là rất thương thủy, cứ lần nào thủy đi phát ông trời qua rửa xe ngay. Đây là anh em đang ở nhà hàng Tâm Tuyền. Nhà hàng lớn này. Đặt cơm ăn từng trưa tối. Tâm Tuyền. Cười trắng trời. Khi nào mọi người mà đến Quảng Yên thì lên đến cái quán bún cá tươi nhá. Nâm béo. Cua tươi Nâm Béo được đi vào hoạt động từ năm 2016. Đây chính là chủ quán đây. Buổi sáng là bán thường thường là mình bán từ 6 giờ nhỉ? 6 giờ sáng cho đến tầm khoảng 10:30. Mọi người khi nào có dịp qua Quảng Yên thì đến quán chỗ chủ quán này, chú Lâm Béo nha, quán bún rất là ngon. Mọi người nhá. Đây toàn bộ một đường dẫn ở bên. Đây các công nhân đang thi công dở dang cái khối lượng công việc còn lại.
Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin hẹn mọi người ở các video tiếp theo.